Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 7, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 1, tập hợp các số hữu tỉ. Rồi trong video hôm nay, các em sang phần bài tập. Trước hết là các em làm bài tập 1.1. Hãy cho biết tính đúng sai của mỗi khẳng định sau. A. 0,25 thuộc quy. Đúng hay sai? À, các em biết là tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là chữ quy viết in. Muốn biết 0,25 có thuộc quy hay không? Tức là các em xét xem là 0,25 có phải là số hữu tỉ hay không? Rồi, ở video trước thì là chúng ta đã làm quen với số hữu tỉ. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số A phần B với AB thuộc Z và B khác 0. AB là các số nguyên vì không có phép chia cho số 0 cho nên B phải khác 0. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là chữ quy viết in. Rồi dựa vào định nghĩa này thì số nguyên có phải là số hữu tỉ không? À, số nguyên là số hữu tỉ, đúng không? Bởi vì là mọi số nguyên chúng ta đều có thể viết được dưới dạng phân số A phần B với AB thuộc Z và B khác 0. Ví dụ như là 6 thì bằng 6 phần 1 bằng 12 phần 2. Được chưa? Số tự nhiên cũng là số hữu tỉ. Bởi vì mọi số tự nhiên thì đều viết được dưới dạng phân số là A phần B. Ví dụ như là 3 thì bằng 3 phần 1 bằng 6 phần 2. Rồi phân số. Phân số thì tất nhiên là số hữu tỉ rồi. Được chưa? Bởi vì phân số nó có dạng là A phần B. Hỗn số. Hỗn số thì các em đều có thể chuyển về thành phân số A phần B được. Vậy hỗn số là số hữu tỉ. Số tập phân. Rồi số tập phân, hiện tại số tập phân mà em biết chúng ta đều có thể chuyển về phân số tập phân. Cho nên số tập phân là số hữu tỉ. Số tập phân mà em biết là số tập phân hữu hạn nha. Ví dụ như 0,25 là số tập phân hữu hạn. Hữu hạn tức là ở phần tập phân các em có thể đếm được là có tất cả bao nhiêu chữ số. Còn số tập phân vô hạn thì các em không thể đếm được ở phần tập phân có bao nhiêu chữ số. Số tập phân vô hạn thì có số tập phân vô hạn tuần hoàn và số tập phân vô hạn không tuần hoàn. Thì thầy giáo đã giải thích ở video trước rồi. Rồi cụ thể. Câu A. 0,25 thuộc quy. Đúng hay sai? À. 0,25 nó chính là số tập phân hữu hạn. Cho nên 0,25 là số hữu tỉ. Do đó 0,25 thuộc quy là đúng. Các em có thể giải thích ra là vì 0,25 thì bằng 1 phần 4, đúng không? 0,25 bằng 25 phần 100. Rút gọn ta được 1 phần 4. 1 phần 4 nó có dạng phân số là A phần B với AB thuộc Z và B khác 0. Được chưa? 1 phần 4 là số hữu tỉ thì 0,25 nó là số hữu tỉ.
0,25 bằng 1 phần 4, vậy nó chính là số hữu tỉ. Cho nên 0,25 thuộc quy là đúng. Rồi câu B. Trừ 6 phần 7 thuộc quy, đúng hay sai? À, trừ 6 phần 7 thì nó chính là phân số có dạng A phần B rồi. Vậy trừ 6 phần 7 là số hữu tỉ. Rồi như vậy câu B là đúng. Vì sao? Vì trừ 6 phần 7 nó là số hữu tỉ. Nó có dạng A phần B thì nó chính là số hữu tỉ. Rồi câu C. Trừ 235 không thuộc quy, đúng hay sai? À, trừ 235 nó là số hữu tỉ. Mà nói nó không thuộc quy là sai. Sai, bởi vì trừ 235 thì bằng trừ 235 phần 1. Vậy, trừ 235 nó là số hữu tỉ. Mà nói nó không thuộc quy. Không thuộc quy là sai. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 1.2. Tìm số đối của các số hữu tỉ sau. Rồi các em biết là muốn tìm số đối của số hữu tỉ M thì chúng ta chỉ cần đặt dấu trừ ở đằng trước số hữu tỉ M. Tức là số đối của số hữu tỉ M là số hữu tỉ trừ M. Câu E, số đối của số trừ 0,75 chính là số 0,75. Được chưa? Các em đặt dấu trừ đằng trước số âm 0,75 thì ta có trừ của trừ chính là cộng, cộng 0,75. B, số đối của số 6 1/5 thì chính là, à các em đặt dấu trừ đằng trước thôi, trừ 6 này, 1/5. Hay các em chuyển cái hỗn số này về phân số. 6 x 5 bằng 30, 30 cộng 1 bằng 31, hay là trừ 31/5, cũng vậy. Tiếp theo là các em sang bài tập 1.3. Các điểm A, B, C, D hình 1.7 biểu diễn những số hữu tỉ nào? Rồi các em trả lời. Các điểm A, B, C, D lần lượt biểu diễn các số hữu tỉ sau. Trước hết là điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào? Muốn biết điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào thì các em phải xác định xem là trên trục số một đơn vị người ta chia đều thành mấy phần bằng nhau. À, một đơn vị cụ thể ở đây là từ 0 đến 1 là một đơn vị. Người ta chia đều thành 1, 2, 3, 4, 5, 6. Người ta chia đều thành 6 phần bằng nhau. Được chưa? Vậy từ điểm 0 đến điểm A là mấy phần? Các em đếm xem từ điểm 0 đến điểm A là mấy phần? À, điểm A nó nằm trước điểm 0. Trước thì phải là trừ. Các em nhớ trước điểm 0 là trừ, sau điểm 0 là cộng. Điểm A nằm trước điểm 0 cho nên sẽ là trừ. Điểm A nó cách điểm 0 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cách điểm 0 là 7 phần. Vậy ta có trừ 7. Vì một đơn vị được chia đều thành 6 phần bằng nhau.
cho nên mẫu là 6. Chia đều thành 6 phần bằng nhau thì ta chia cho 6, đúng không? Mẫu là 6. Vậy điểm A biểu diễn số hữu tỉ trừ 7 phần 6. Tiếp theo là điểm B. Điểm B nó nằm ở phía trước điểm O. Được chưa? Nó nằm ở phía trước điểm O cho nên phải là trừ. Nó cách điểm O là 1, 2. Cách điểm O là 2 phần. Vậy sẽ là trừ 2 phần 6. Được chưa? Tiếp theo, điểm C. Điểm C nó nằm ở phía sau điểm O. Nó nằm ở phía sau điểm gốc O. Phía sau thì sẽ là cộng. Điểm C cách điểm gốc O là 1, 2, 3. 3 phần. Vậy là cộng 3. 3 phần 6. Được chưa? Rồi điểm D. Điểm D nó nằm ở phía sau điểm gốc O. Cho nên sẽ là cộng. Nó cách điểm gốc O là đến 1 là 6 phần này. 6 phần cộng thêm 1 là 7 này. Cộng thêm 1 nữa là 8 này. Như vậy là điểm D nó cách điểm gốc O là 8 phần. Ta có 8 phần 6. Rồi hay là các em có thể rút gọn những phân số mà chúng ta có thể rút gọn được. Hay là trừ 7 phần 6. Trừ 2 phần 6, các em chia cả tử và mẫu cho 2. Ta có trừ 2 chia 2 bằng trừ 1. 6 chia 2 bằng 3. Rồi, 3 phần 6 chia cả tử và mẫu cho 3. 3 chia 3 bằng 1. 6 chia 3 bằng 2. 8 phần 6 chia cả tử và mẫu cho 2. 8 chia 2 bằng 4. 6 chia 2 bằng 3. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập 1.4. A. Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ trừ 0,625? B. Biểu diễn số hữu tỉ trừ 0,625 trên trục số. Rồi trước hết là các em sẽ viết cái số hữu tỉ này thành phân số. Sau đó là các em rút gọn phân số. Bước tiếp theo là trong các phân số này, phân số nào chưa tối giản thì các em sẽ rút gọn. Sau đó là các em so sánh các phân số với nhau để chúng ta tìm những phân số biểu diễn số hữu tỉ trừ 0,625. Rồi đầu tiên là trừ 0,625. Các em đưa về phân số đã. Bỏ dấu phẩy đi. Ta được tử số là âm 625. Số này phần tập phân của nó có 3 chữ số. Cho nên mẫu sẽ là 1.000. Bởi vì 1.000 nó có 3 chữ số 0. Các em bỏ dấu phẩy đi. Ta tìm ước chung lớn nhất của 625 và 1.000. Ước chung lớn nhất của 625 và 1.000 là 125. Vậy các em sẽ chia cả tử và mẫu cho 125. Âm 625 chia cho 125 thì bằng âm 5. 1.000 chia cho 125 thì bằng bằng 8. Được chưa? Dấu trừ này các em có thể đưa xuống mẫu. Thì ta được là 5 phần trừ 8. 5 phần trừ 8 nó chính là cái phân số này. Vậy 5 phần trừ 8 chúng ta không cần phải rút gọn nữa.
Tiếp theo là các em rút gọn phân số 10 phần 16. Thì thực ra 10 phần 16 nó là phân số dương. Phân số dương thì nó không thể bằng phân số âm được. Cho nên 10 phần 16 các em không cần phải rút gọn cũng được. Được chưa? Còn nếu thích thì các em cứ rút gọn thôi. 10 phần 16 chia cả tử và mẫu cho 2. 10 chia 2 bằng 5. 16 chia 2 bằng 8. 5 phần 8 thì nó không thể bằng 5 phần trừ 8 được. 20 phần trừ 32. 32. Ước chung lớn nhất của 20 và 32 là mấy? Là 4. Vậy các em chia cả tử và mẫu cho 4. 20 chia 4 bằng 5. Trừ 32 chia 4 bằng trừ 8. Vậy nó bằng 5 phần trừ 8 đúng không? Tiếp theo là trừ 10 phần 16. Ước chung lớn nhất của 10 và 16 bằng bao nhiêu? À, bằng 2. Vậy các em chia cả tử và mẫu cho 2. Trừ 10 chia 2 bằng trừ 5. 16 chia 2 bằng 8. Rồi dấu trừ này các em có thể đưa xuống mẫu. Nó bằng 5 phần trừ 8. Cho nó giống với phân số này. Bằng 5 phần trừ 8. Ở đây là 5 phần trừ 8. Tức là các em đưa hết về phân số 5 phần trừ 8. Trừ 25 phần 40. Chia cả tử và mẫu cho mấy? À, cho 5. Trừ 25 chia 5 bằng trừ 5. 40 chia 5 bằng 8. Rồi các em đưa dấu trừ này xuống mẫu. Bằng 5 phần trừ 8. 35 phần trừ 48. Thì ước chung lớn nhất của 35 và 48 nó bằng 1. Cho nên phân số này là phân số tối giản rồi. Các em không cần phải rút gọn. Rồi so sánh thì chúng ta thấy trong các phân số đã cho, những phân số biểu diễn số hữu tỉ trừ 0,625 là: thứ nhất là 5 phần trừ 8 này, bởi vì trừ 0,625 nó bằng 5 phần trừ 8. Được chưa? 10 phần 16 bằng 5 phần 8 thì không phải rồi. 20 phần trừ 32 nó cũng bằng 5 phần trừ 8. Trừ 25 phần 40 nó cũng bằng 5 phần trừ 8. Trừ 10 phần 16 nó cũng bằng 5 phần trừ 8. Trừ 25 phần 40 nó cũng bằng 5 phần trừ 8. 35 phần trừ 48 nó là phân số tối giản rồi. Như vậy là nó khác 5 phần trừ 8. Vậy chúng ta tìm được 4 phân số này. Vậy trong các phân số đã cho, những phân số biểu diễn số hữu tỉ trừ 0,625 là: 5 phần trừ 8, 20 phần trừ 32, trừ 10 phần 16, trừ 25 phần 40. Rồi như vậy là các phân số này nó bằng nhau và đều bằng âm 0,625. Cho nên chúng ta nói các phân số này cùng biểu diễn một số hữu tỉ. Được chưa? Cùng biểu diễn một số hữu tỉ. Cụ thể là biểu diễn số hữu tỉ trừ 0,625.
Tiếp theo là các em sang câu B. Các em biểu diễn số hữu tỉ trừ 0,625 trên trục số. Muốn biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số thì trước hết là các em phải đưa số hữu tỉ đó về dạng phân số. Ta có trừ 0,625. Chúng ta vừa chuyển về phân số, ta được trừ 5/8. Rồi các em nhớ là để biểu diễn trên trục số hay là để so sánh các phân số với nhau thì chúng ta luôn đưa về dạng phân số có mẫu dương. Được chưa? Trừ 5/8. Vậy ta có thể biểu diễn số hữu tỉ trừ 0,625 trên trục số như sau. Rồi. Ở đây thì chúng ta chỉ cần dùng đến một đơn vị thôi. Cụ thể là một đơn vị ở phía trước điểm 0. Được chưa? Tức là trừ 1. Mẫu số là 8. Có nghĩa là một đơn vị chia đều thành 8 phần bằng nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi các em vẽ thêm một phần nữa ở đằng sau, sau 0. Để thể hiện là phía sau 0 còn có rất nhiều số hữu tỉ khác. Một đơn vị được chia đều thành 8 phần bằng nhau. Ở đây là dấu trừ. Dấu trừ thì các em sẽ lấy về phía trước điểm 0. Còn dấu cộng thì các em sẽ lấy về phía sau điểm 0. Các em ghi nhớ chưa? Trừ 5. Tức là chúng ta lấy về phía trước điểm 0 5 phần. 1, 2, 3, 4, 5. Thì chúng ta tìm được cái điểm này. Điểm này chính là điểm biểu diễn số hữu tỉ trừ 0,625 hay là trừ 5/8. Rồi các em có thể đặt tên cho điểm này là điểm A, điểm B, điểm C, tùy ý. Tiếp theo là các em sang bài tập 1.5 so sánh A trừ 2,5 và trừ 2,125. Rồi các em ghi nhớ, bạn Vuông nhắc nhở chúng ta nếu hai số hữu tỉ được viết dưới dạng số thập phân thì ta so sánh trực tiếp, không cần đưa về dạng phân số. Tức là đối với hai số hữu tỉ này, nó là hai số thập phân, vậy chúng ta so sánh trực tiếp luôn. Để so sánh hai số thập phân âm thì trước hết là các em bỏ dấu phẩy đi. Ta so sánh 2,5 với 2,125. Các em so sánh phần nguyên trước. Phần nguyên là 2 bằng 2. Phần thập phân, cặp chữ số đầu tiên là 5 lớn hơn 1. Cho nên các em sẽ điền dấu lớn hơn. Được chưa? 2,5 lớn hơn 2,125. Khi thêm dấu trừ vào đằng trước cả hai số thì cái dấu so sánh này nó sẽ đổi chiều ngược lại. Tức là trừ 2,5 sẽ bé hơn trừ 2,125. Được chưa? Rồi câu B. Câu B, âm 1 phần 10.000 và 1 phần 23.456. Ta có một phân số âm và một phân số dương. Phân số âm thì nhỏ hơn 0, còn phân số dương thì lớn hơn 0. Vậy các em áp dụng tính chất bắc cầu. Số A nhỏ hơn số B, mà số B lại nhỏ hơn số C, thì suy ra số A nó nhỏ hơn số C. Rồi cụ thể, ta có âm 1 phần 10.000 bằng trừ 1 phần 10.000.
Bây giờ các em so sánh cái số này với số 0. Vì âm 1 nhỏ hơn 0 cho nên âm 1 phần 10.000, âm 1 phần 10.000 sẽ nhỏ hơn 0 phần 10.000. Âm 1 nhỏ hơn 0 thì âm 1 phần 10.000 sẽ nhỏ hơn 0 phần 10.000, mà 0 phần 10.000 nó chính là 0. 0 chia cho số nào thì cũng bằng 0. Mà 0 chúng ta cũng có thể viết thành 0 phần 23.456. 0 chia cho số nào thì cũng bằng 0. Vì 0 nhỏ hơn 1 cho nên 0 phần 23.456 sẽ nhỏ hơn 1 phần 23.456. So sánh hai phân số cùng mẫu, tử số nhỏ hơn thì phân số nhỏ hơn. Được chưa? Rồi ta có cái số này này. Nó nhỏ hơn 0 mà 0 lại nhỏ hơn, nhỏ hơn cái số này. Vậy ta suy ra, ta suy ra số này nhỏ hơn số này. Tính chất bắc cầu, đúng không? Vậy trừ 1 phần 10.000 sẽ bé hơn 1 phần 23.456. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 1.6. Tuổi thọ trung bình dự kiến của những người sinh năm 2019 ở một số quốc gia được cho trong bảng sau. Rồi quốc gia là Australia, tuổi thọ trung bình dự kiến là 83. Pháp, tuổi thọ trung bình dự kiến là 82,5. Tây Ban Nha, tuổi thọ trung bình dự kiến là 83, 1 phần 5. Anh là 81, 2 phần 5. Mỹ là 78, 1 phần 2. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới 2020, sắp xếp các quốc gia theo tuổi thọ trung bình dự kiến từ nhỏ đến lớn. Từ nhỏ đến lớn tức là các em sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Bé viết trước và lớn viết sau. Rồi trước hết là các em sẽ so sánh các số này với nhau bằng cách là các em chuyển các hỗn số này về số thập phân. Sau đó là các em so sánh các số thập phân với nhau. Rồi trước hết là 83 1 phần 5. Các em chuyển về số thập phân. Một nhân hai bằng hai, năm nhân hai bằng 10, được chưa? 2/10 bằng 0,2. 83 cộng với 0,2 thì bằng 83,2. Tiếp tục 81 2/5 bằng 81. 2 nhân 2 bằng 4. 5 nhân 2 bằng 10. 4/10 bằng 0,4. 81 cộng với 0,4 thì bằng 81,4. Tiếp theo là 78 1/2 bằng 78. 1 nhân 5 bằng 5. 2 nhân 5 bằng 10. 5/10 bằng 0,5. 78 cộng với 0,5 thì bằng 78,5. Rồi bây giờ chúng ta so sánh. Ở đây 78,5 là số bé nhất đúng không? 78,5 thì nhỏ hơn. Nhỏ hơn 81,4. 81,4 nhỏ hơn 82,5. 82,5 nhỏ hơn 83. 83 nhỏ hơn 83,2. Rồi bây giờ các em sẽ thay thế 78,5. Các em thay bằng hỗn số này. 81,4 các em thay bằng hỗn số này.
82,5 để nguyên. 83 để nguyên. 83,2 các em thay thế bằng hỗn số này. Được chưa? Rồi, hay là các em thay thế bằng các hỗn số vào. Ta có 78 1/2 nhỏ hơn 81 2/5 nhỏ hơn 82,5 nhỏ hơn 83 và nhỏ hơn 83 1/5. Nên ta sắp xếp các quốc gia theo tuổi thọ trung bình dự kiến từ nhỏ đến lớn như sau. 78 1/2 chính là Mỹ. 81 2/5 chính là Anh. 82,5 chính là Pháp. Pháp 82,5. 83 là Australia. 83 1/5 là Tây Ban Nha. Được chưa? Rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.